Chào các bạn đến với kênh Đạo Tin Lành để lắng nghe sứ điệp của Chúa qua các bài giảng của các mục sư, các bài thánh tha, các bài làm chứng nói về Chúa yêu nhân loại. Chúng ta cần một quyền năng để sống đắc thắng. Sứ điệp cho ngày cuối năm này tôi gọi là liên kết với Đấng Christ, kết nối với Ngài, gắn chặt vào Ngài. Giống như ổ đèn này, cắm cái phích vào, bấm đèn sáng, rút ra bấm đèn tắt. Chúng ta cần một quyền năng để sống, và sức mạnh của quyền năng đó nằm trong Chúa Giêsu Christ. Và nhiệm vụ của chúng ta là phải kết nối với Ngài. Amen chị em. Chúng ta không thể nào mong đợi một điều gì đó biến đổi, thay đổi một kết quả mới mà lại sống một cuộc sống cũ, hay là vẫn cứ làm việc theo cách cũ. Có đúng không chị? Chúng ta cứ sống như bình thường như thế này. Ôi, năm 2019 thế nào thì năm 2020 tôi sống như vậy, tôi làm việc như vậy, tôi cư xử như vậy, mà lại mong đợi một điều gì đó mới hơn, tốt hơn, biến đổi hơn. Anh em thấy nó có phi lý không? Phi lý. Muốn một kết quả mới, chúng ta phải thay đổi cái giải pháp trong cuộc sống của mình. Chúng ta cần một điều gì đó khác đi, một sự hướng dẫn mới, một năng lực mới, một điều gì đó khác biệt thúc đẩy cho cuộc sống của mình. Cho nên tôi gọi đó là quyền năng để sống. Sự thật là anh chị em cần quyền năng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Anh chị em cần quyền năng để kinh doanh. Anh chị em cần quyền năng để thành lập doanh nghiệp. Anh chị em cần quyền năng để buôn bán. Anh chị em cần quyền năng để nuôi dạy con cái của mình. Anh chị em cần quyền năng để bảo vệ gia đình hạnh phúc của mình. Anh chị em cũng cần quyền năng để gìn giữ sức khỏe của mình. Anh em cần quyền năng để giảng lời của Đức Chúa Trời. Anh em cũng cần quyền năng để cầu nguyện. Anh em cũng cần quyền năng để giao tiếp với mọi người trong xã hội, vân vân và vân vân. Anh chị em à, tất cả chúng ta nếu muốn sống một đời sống đắc thắng, chúng ta cần quyền năng. Và quyền năng đó có trong Chúa Giêsu Christ. Có lẽ happy như sao? Không phải à. Quyền năng đó có trong Chúa Giêsu của chúng ta. Danh Ngài có quyền năng. Và nhiệm vụ của chúng ta là phải kết nối với Ngài. Nhiệm vụ của chúng ta là dính chặt với Ngài. Nhiệm vụ của chúng ta là mời Ngài bước vào đời sống của mình. Cho nên anh chị em yêu quý anh, sứ điệp cho năm 2020 là muốn thành công, hãy mời Chúa Giêsu đi cùng mình suốt cả năm. Amen. Hãy mời Chúa Giêsu đi cùng mình suốt cả năm. Đừng có một tháng nào trong 12 tháng chúng ta tự vận động mà lại để Chúa và mình là. Chúng ta hãy mời Ngài, chúng ta hãy cầu nguyện với Ngài, chúng ta hãy nói chuyện với Ngài, chúng ta kết nối với Ngài và nói: Chúa ơi, con muốn Ngài tham gia vào đời sống con muốn Ngài chiếm lĩnh đời sống con muốn Ngài hướng dẫn đời sống con muốn Ngài làm việc con muốn Ngài thành lập công ty con muốn Ngài kinh doanh con muốn Ngài xây dựng gia đình con muốn Ngài bảo vệ sức khỏe cùng với con. Nếu chúng ta sống được như vậy trong năm mới này thì cuối năm anh chị em sẽ có vô vàn những lời làm chứng ở nơi này. Anh chị em sẽ vỗ tay, anh chị em sẽ nhảy múa, anh chị em sẽ ca ngợi Chúa Giêsu của chúng ta hết lời. Bởi vì tôi biết Chúa là đấng rất hay ban thưởng cho người nào tìm kiếm Ngài. Bất kể một con người nào hạ mình tìm kiếm Ngài thì Ngài thưởng cho người nào. Đó là Chúa của chúng ta. Bây giờ chúng ta nói một chút về quyền năng nha. Quyền năng của Chúa Giêsu ở đâu? Tại
tại sao Ngài có quyền năng. Chúng ta đọc Philip chương 3 ha. Philip chương 3. Philip chương 3. Lời của Đức Chúa Trời là sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, có quyền phép để chia sẻ, chia rẽ mọi hồn linh cốt tủy, vạch ra tất cả những tư tưởng ở trong lòng mình. Cho nên chúng ta hãy bám lấy lời của Chúa. Tôi muốn tất cả anh chị em mình đến hội thánh có quyền tinh thánh trong tay. Đó là điều rất thích lạc và tạo nên một thói quen không. Amen chị em. Philip chương 3. Hỡi anh em, sau hết anh em hãy vui mừng trong Chúa. Tôi chẳng hề sợ phiền mà lại viết những điều này cho anh em nữa, vì ấy là có ích cho anh em. Thấy không ạ? Lời Chúa khuyên chúng ta hãy vui mừng. Kinh Thánh chép rằng vui mừng là sức mạnh của chúng ta. Vui mừng là sức mạnh của chúng ta trong Chúa. Hỡi anh chị em yêu quý của tôi, nếu chúng ta là những người tin ngạc, gọi là cơ đốc nhân, thì cái điểm mấu chốt của tấm lòng chúng ta là vui mừng. Ngày nào anh chị em bỏ mất sự vui mừng là ngày anh chị em bước ra ngoài Chúa. Bởi vì ở trong Ngài chỉ có sự công chính, bình an, vui mừng mà thôi. Trong Ngài không có sự buồn rầu, thất vọng. Trong Ngài không có sự than vãn, đau đớn. Trong Ngài không có bất cứ một điều gì khiến cho chúng ta tuyệt vọng cả. Chúa luôn có lối thoát, và lối thoát đó nằm ở quyền năng ở trong danh Ngài. Tôi đọc tiếp nha anh em. Câu số 4. Đây là Phao-lô nói: ấy chẳng phải tôi không có thể cậy mình trong xác thịt đâu. Ý là gì ở đây? Ý là sứ đồ Phao-lô nói rằng tôi cũng có thể cậy vào trí tuệ của tôi cũng có thể cậy vào bằng cấp của tôi cũng có thể cậy vào địa vị của tôi, xuất thân gia đình của tôi là người dòng dõi quý tộc, tôi được học cao, tôi có bằng cấp cao, tôi có trí tuệ hơn người, tôi được nhiều người trọng vọng, quen biết được nhiều người. Đôi khi cuộc sống chúng ta hay cậy vào những thứ đó để thành công. Và sứ đồ Phao-lô nói ông cũng có thể cậy. Nhưng hôm nay tôi nói cho anh chị em một điều gì đó khác đi. Con người chúng ta hay cậy lắm. Ra ngoài đường công an thổi cái là bóc điện thoại, là tôi gọi cho anh kia cái là thủ trưởng ơi, lính của anh nó bắt tôi cái là anh kia thả liền. Người ta hay cậy. Đôi khi thôi, những cái đó là cái thường gặp, phải không anh? Nhưng Kinh Thánh dạy chúng ta điều đó. Kinh Thánh dạy chúng ta một điều gì đó khác nè. Sứ đồ Phao-lô nói ấy chẳng phải là tôi không có thể cậy. Nhưng mà sao ạ? Câu số 8. Tôi coi hết thảy mọi sự như là sự lộ, vì sự nhận biết Đức Giê-xu là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Này mình chú ý câu này nha. Bây giờ nếu có một ai đó thông minh nhất trong đời này, quyền năng nhất trong đời này, giàu có nhất trong đời này, tất cả những gì trong Ngài là tuyệt vời của đấng đó, thì anh em đã sẵn sàng bỏ tất cả mọi sự để nhờ cậy đấng đó? Chắc chắn có chứ. Trong tất cả các mối quan hệ xã hội mình đôi khi còn làm như vậy mà, đúng không? Là chơi với sếp, chứ lính chơi làm cái gì có hả? Tao nói là chỉ có đúng thôi, chơi với sếp thôi, lính không bằng chơi. Và ngày hôm nay sếp của chúng ta là Đức Chúa Trời. Sếp của chúng ta là Chúa Giê-xu. Tất cả những thứ khác, quyền lực khác, những sự chúng ta nhờ cậy khác, tất cả đều dưới chân của Ngài. Cho nên anh chị em mình xoay chuyển một chút đi, cuộc sống mình khác lên. Mình đổi cái cách sống một tí đi, cuộc sống mình khác lên. Ai đó hôm nay hãy nhờ cậy vào trí tuệ của mình. Ai đó hãy vỗ ngực tự tin vào khả năng của mình.
Ai đó hay khoe khoang bằng cấp của mình, ai đó hay nói rằng tôi là tiến sĩ du học nước nọ nước kia, thì những sự đó anh chị em ạ, dẹp xuống hết đi. Hãy nhờ cậy Chúa Giêsu. Đó là điểm mấu chốt để cuộc sống chúng ta bắt đầu chuyển biến. Chuyển biến. Vì sao vậy? Vì trong Ngài có quyền năng, trong Ngài có trí tuệ, trong Ngài có sự khôn ngoan, trong Ngài có một điều gì đó khiến cho cuộc sống chúng ta có thể bước lên được nơi cao và thắng hơn quyền lực sự chết của thế giới này. Chúng ta đọc tiếp nha. Vì sao mà sứ đồ Phaolô lại bỏ hết mọi sợ? Ta để làm gì vậy? Thật tôi xem những sự đó như là rơm rác, hầu cho được Đấng Christ và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Đấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin. Câu 10. Cho đến nỗi tôi được biết Ngài. 2. Và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết. Chúng ta học được gì từ câu kinh thánh này? Sứ đồ Phaolô bỏ tất cả để ông mong muốn đạt được một điều, đó là ông biết được quyền năng của Chúa Giêsu. Và quyền năng của Chúa Giêsu chính là quyền năng sống lại. Chúa mình không chết luôn. Chúa mình khác ở chỗ là Ngài sống lại. Nhiều người hôm nay không để ý chi tiết này, nhưng chi tiết Chúa Giêsu sống lại là cốt lõi và quan trọng nhất trong phúc âm của Ngài mà mình đã từng nghe. Sứ đồ Phaolô bị bắt, bị bỏ tù, bị đưa ra tòa công luận bởi một điều thôi, là người ta kiện ông bởi vì ông dám nói Chúa Giêsu sống lại. Các sứ đồ bị bắt tra khảo bởi vì họ dám nói, họ dám khẳng định rằng Chúa Giêsu đang sống. Các thầy tế lễ cả, những người có chức có quyền thời bây giờ, dùng lính canh tất cả canh gác đi, rồi nói rằng là môn đồ đến cứu xác, cho thêm những người đó để cho nó che giấu một sự thật là Chúa Giêsu đã phục sinh. Cho nên sự kiện Chúa Giêsu phục sinh là mấu chốt của phục âm. Bởi vì sao? Trong sự phục sinh của Chúa có quyền năng. Chúa Giêsu sống lại là một minh chứng hùng hồn rằng con người đã đắc thắng sự chết. Có phải không nhé? Nếu không đắc thắng sự chết thì Chúa Giêsu đâu sống lại. Và nếu Ngài đã đắc thắng sự chết thì chúng ta đây, những người đang ở trong Ngài đấy, cũng sao? Đắc thắng sự chết. Đó là sự thật. Nếu Ngài không sống lại, tôi và bạn chị em vẫn đang bị sự chết đè nén, bắt bơ, hạn ép và tiêu diệt. Nhưng cảm ơn Chúa hôm nay tôi muốn nói với anh chị em một điều rằng Chúa Giêsu chúng ta thật sự đã sống lại. Và trong Ngài có sự đắc thắng, trong Ngài có quyền năng. Quyền năng đắc thắng sự chết. Sự chết là gì vậy anh chị em? Sự chết là bệnh tật, sự chết là đói nghèo, sự chết là những tội lỗi đen tối, sự chết là ma quỷ, sự chết là những điều gì đó con người bất hạnh. Nhưng hôm nay Chúa Giêsu đã đắc thắng. Tôi và bạn chị em ở trong Ngài đã đắc thắng. Tôi và bạn chị em có cơ hội, có tiềm năng, có đủ năng lực để nhờ danh của Ngài bước lên trên sự chết mà đi. Chúng ta sống ở một mức độ cao hơn. Chúng ta sống cao hơn thế giới này, chứ không phải chúng ta sống tầm thế giới. Thế gian này là sống theo kiểu của nó. Cho nên tôi có chia sẻ một cái bài nhỏ trên Facebook đó, anh chị em có đọc hay không thì chưa biết, nhưng tôi nhắc lại cho anh chị em nghe. Nếu chúng ta nghĩ rằng
đạo của Chúa đó, nó như là một tôn giáo thôi. Phật giáo, Hồi giáo, Hindu giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, giống giống vậy thôi. Rồi chúng ta nghĩ rằng thôi đạo nào cũng tốt, tôi đi đạo Chúa cho nó lành. Vậy đó. Thì thật sự chúng ta vẫn đang sống dưới cái tầng của thế gian này. Tham sân si sinh lão bệnh tử, thù hận tranh đấu ganh ghét đau ốm bệnh tật cãi vã, lo lắng bất an như thường. Người ta làm sao mình vậy? Không có cái gì biến chuyển hết. Nhưng đạo Chúa không phải như vậy. Kinh Thánh chép rằng phúc âm là quyền phép để cứu những người nào thì cứu ở đây là gì? Cứu ra khỏi sự chết, cứu ra khỏi bệnh tật, cứu ra khỏi ma quỷ, cứu ra khỏi buồn khổ, cứu ra khỏi tất cả những gì rất rối trong cuộc sống của chúng ta. Phúc âm có quyền này. Và nếu chúng ta hiểu được điều này, quyền năng đó nằm ở trong sự sống lại của Chúa Giêsu. Quyền năng đó nằm ở trong con Đức Chúa Trời đã sống lại, thì chúng ta bắt đầu bước vào một đời sống mới hoàn toàn. Một đời sống bước đi trên năng đèn. Một đời sống bước đi đến tất cả những rắc rối, buồn đau mà con người phải chịu. Chúng ta có một sức mạnh để nhắc chúng ta lên và chúng ta đi trên nào. Anh em tưởng tượng là ví dụ như tôi như thế này, tôi đi vậy, làm sao tôi bay được lên không trung? Không ai bay được lên cả. Bởi vì sao? Lực hút trái đất nó hút tôi xuống. Như năm trăm vậy, tôi đi đâu nó hút đi đâu. Bây giờ muốn bay lên khỏi không trung phải cần có một chiếc trực thăng, và lực kéo của nó phải lớn hơn 48 cân rưỡi. Tàu 48 cân rưỡi mà. Lực kéo nó phải lớn hơn, và nó nắm tóc tôi nó dở lên, và tôi sẽ bay lên trên. Tôi thoát khỏi lực hút của trái đất. Có phải không chị? Cũng một lẽ đó. Quyền lực của sự chết đã kéo tất cả nhân loại đi xuống. Nhưng ngày hôm nay quyền năng sự sống của Đấng Christ đã kéo chúng ta đi lên, và chúng ta thoát khỏi. Anh chị em à, 2020 này chúng ta phải thay đổi lối sống. 2020 này chúng ta phải thay đổi cách suy nghĩ. 2020 này chúng ta phải thay đổi cách mình nói chuyện. Chúng ta phải thay đổi cách mình tin. Chúng ta phải thay đổi cách mình cầu nguyện. Chúng ta phải thay đổi cách mình hành động để ao ước một kết quả khác đi. Amen chứ? Amen. Phải khác đi. Bây giờ khác sao nè? Mình đọc một câu chuyện nha. Mát chương 5. Mình đọc câu chuyện để mình được khích lệ. Mát chương 5 ở trong câu thứ 25. Tôi đã nói với anh em rằng chúng ta không thể nào ao ước một kết quả mới khi mà chúng ta vẫn sống một lối sống cũ, nghĩ theo cách cũ, hành động theo cách cũ, nói năng theo cách cũ, kinh doanh theo cách cũ, quan hệ với mọi người theo cách cũ, đối xử với vợ, với chồng, với con cái theo cách cũ, mà lại mong ước một kết quả mới là điều phi lý. Chúng ta phải có một giải pháp mới tương ứng với một kết quả mới. Tôi đọc cho nghe câu chuyện lý thú này nha. Và tại đó, câu 25 anh em, Mát chương 5 câu 25. Và tại đó có một người đàn bà bị mất huyết đã 12 năm. Bấy lâu chịu khổ sở trong tay nhiều thầy thuốc, hao tốn hết tiền của mà không thấy đỡ gì, bệnh lại càng nặng thêm. Ok. Bà này bệnh mất huyết 12 năm. Cách chữa trị của bà là gì? Đi thầy thuốc. Và nói như người Việt chúng ta hay nói là gì ạ? Tiền mất mạng ta cả mang. Anh chị em ra trong hoàn cảnh đó, làm bao nhiêu tích cốt cả đời, cuối cùng nuôi cái giường bệnh nó chờ đấy đó. Và tôi thấy nhiều hoàn cảnh như vậy, nuôi hết, làm cả đời để nuôi bệnh. Có người bảo thôi, mình phải tiết kiệm chứ, đừng có ăn cái gì cho nó ngon miệng, hãy để dành từng đồng để mai mốt mình có tiền mua thuốc. Tôi thấy có những cách suy nghĩ và lối sống nó hơi bị
Nó kỳ cục mà tôi không hiểu là cái suy nghĩ đó ở đâu ra. Phải không ạ? Nhưng mà có đó. Có những người người ta nghĩ vậy. Sống cả đời lao động cực khổ để dành dụm mai mốt có tiền mua thuốc uống. Nhưng mà chúng ta này hả? Anh em này giống á. Đây nè, 12 năm bấy lâu nay chịu khổ trong tay nhiều thầy thuốc, hao tốn hết tiền của mà không thấy đỡ gì, bệnh lại càng nặng thêm. Nói chung á, cái cách chữa bệnh của bà này có vẻ là cũ quá. Cho nên bà cần đi thầy thuốc nào đi chăng nữa thì kết quả cũng vậy. Tiền mất tật mang, đúng kết quả. Rồi, câu 17, câu 27 nha. Người đã nghe tin về Đức Giêsu bèn lẩn vào đằng sau giữa đám đông mà rờ áo Ngài. Vì sao bà rờ? Câu 29, câu 28. Vì người nói rằng nếu ta chỉ rờ đến áo Ngài mà thôi thì ta sẽ được lành. Cái cách này mới không vậy em? Cách này mới mà không ai nghĩ ra, chỉ mình bà nghĩ ra. Thấy hay chưa? Không hiểu ai khải thị cho bà. Nhưng mà sau hôm nay bà có một cách mới. Cái cách này trong nó phi logic quá gì. Cách này mà đưa lên bàn của mấy bác sĩ để phân tích thì mấy bác sĩ bảo phải bà đi bệnh đi biên hòa sớm này. Chứ còn cái này là không ai dùng cái cách này để chữa lành. Ai lại đi rờ vô trong áo cái là chữa lành? Không ai chấp nhận cách này. Tôi muốn nói với anh chị em, anh chị em đi theo Chúa Giêsu có những cách thành công mà không người đời nào vỗ tay hết. Người ta bảo chị em tâm thần hết rồi, này bọn này nó cuồng tín hết rồi. Cuồng hết rồi, nó tin quá nó hóa cuồng. Giống như trong công vụ đó, bắt Phao-lô đứng trên đài này xong rồi nói: Phao-lô, ngươi học biết quá nhiều cho nên ngươi cuồng rồi. Phao-lô bảo tao mới cuồng. Cho nên đi tin Chúa nó có những cái phi logic, nhưng mà phi logic đối với tâm trí con người, nhưng mà rất logic đối với Đức Chúa Trời. Amen. Đó là sự thật. Đó là sự thật. Vì trong Ngài có quyền năng. Tiếp theo nha. Rồi, cùng một lúc ấy, huyết lậu liền cầm lại, người nghe trong mình đã được lành bệnh. Con nghĩ ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của người đàn bà. Phải không anh? 12 năm bệnh hành hạ bà chữa theo cách cũ không được. Bà cứ đi hết thầy thuốc này thầy thuốc khác, ở đâu có thuốc nam thuốc bắc thuốc đông thuốc tây là chạy đến mua về uống. Nhưng mà uống mất tiền chẳng hết gì cả. Hả? Ai bày cái gì uống cái đó. Nhưng mà không hết. Nhưng hôm nay bà đến bà chạm vào trong áo Ngài một cái, bà nghe trong mình lành tức thì. Quyền năng của Chúa Giêsu nó như một nguồn điện lên trên. Cắm con điện vô sáng ngày lập tức không? Chờ đợi 5 giây đâu, cần chờ đợi. Cắm vô là sáng. Nhưng chúng ta cần phải cắm vào nguồn điện của Ngài bởi đức tin. Nếu chúng ta lấy hai sợi dây nhựa còn vô cái bóng điện cắm vô, bóng điện sáng không? Không. Đó, còn hai sợi dây đồng. Dây đồng là đức tin. Cho nên cũng có rất nhiều người rờ vào Chúa Giêsu trong đám đông này. Chúa đang đi trong đám đông. Nhưng quyền năng của Ngài chỉ xúc cho người đàn bà này thôi. Còn 5-7 ngàn người khác cứ rờ chẳng có cái gì xảy ra. Vì họ cột mình vào Chúa bằng sợi dây, bằng nhựa. Wow, đi theo để kiếm cái gì ăn cho vui thôi chứ. Chứ còn không phải đi theo để kiếm giải pháp từ Chúa Giêsu. Cho nên chị em ạ, Chúa đòi hỏi một đức tin chân thành. Chúa đòi hỏi một đức tin xác quyết. Chúa đòi hỏi một đức tin kiên định. Chúa đòi hỏi một đức tin chắc chắn từ trong tâm lòng. Và khi chúng ta có những điều đó, chúng ta đồng vào Ngài, quyền năng của Ngài xuất ra và chữa lành anh chị. Liên kết với Đấng Christ trước hết phải bởi đức tin. Đó là lẽ thật thứ nhất. Nếu không có đức tin
chúng ta không thể nào kết nối với quyền năng sống lại của Chúa Giêsu. Không thể. Dù chúng ta có kiêng ăn, dù chúng ta có làm cách gì, dù chúng ta có kêu khóc, dù chúng ta có gào thét, dù chúng ta có trách móc, dù chúng ta có hờn dỗi, không giải quyết. Vấn đề Chúa chỉ giải quyết bởi đức tin. Cho nên ở đây anh chị em cần phải biết rằng cơ sở nào cho đức tin của mình. Hãy nhớ lại câu kinh thánh đầu giờ tôi đọc cho anh chị em. Cơ sở cho đức tin chúng ta là ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngài có muốn chữa lành anh chị em không? Nếu Ngài muốn thì anh em phải tin xác với một điều rằng ngay khi anh em chạm vào Chúa, anh em được lành tức thì. Quyền năng. Anh em thấy ở hội thánh này rất nhiều người lên làm chứng phải không ạ? Khi cầu nguyện thì sao? Được chữa lành. Khi cầu nguyện thì sao? Thánh Linh chạm vào họ, họ thấy một cái gì đó đi ra khỏi người. Cho nên Chúa Giêsu không phải là câu chuyện của 2000 năm trước, nhưng Chúa Giêsu đang sống lại và Ngài đang sống giữa hội thánh của Ngài hôm nay. Ngài ở giữa hội thánh của Ngài hôm nay. Ngài hành động qua tôi tớ của Ngài hôm nay. Cho nên anh chị em hãy bởi đức tin chạm đến Ngài để năng đề của mình được hòa giải. Sứ điệp cho năm mới là chúng ta hãy giải quyết vấn đề theo cách mới, theo cách bởi đức tin, theo cách bởi đức tin. Cách đức tin là cách mà không phải anh chị em dùng sức mình, nhưng cách đức tin là cách mà anh chị em kéo quyền năng của Đức Chúa Trời xuống để giải quyết nạn đề của chúng ta. Tôi khích lại anh chị em, thách thức anh chị em trong năm mới này, hãy tìm trong lời của Ngài những lời hứa của Chúa cho nạn đề mà mình đang gặp. Và hãy tin đi, trao mọi lo lắng cho Ngài, vì Ngài là đấng sẵn sàng anh chị em. Anh chị em bệnh tật chắc, trao cho Ngài. Là Chúa, bởi lần rơi ngày chiều trên thập tự giá, con có quyền để được khỏe mạnh. Anh chị em nợ nần chắc, lạy Chúa, bởi sự nghèo khó của Ngài, con có quyền được phục hồi và giàu có dư dật. Vấn đề là chúng ta tin tới đâu, vấn đề là chúng ta chân thành tới đâu, vấn đề là chúng ta có sống thực sự với điều mình tin, hay chỉ là vài cái giây phút dựa dẫm để ổn định tâm trí. Đức tin là sống. Chúng ta tin và chúng ta sống. Người công bình sống bởi đức tin. Sống là gì? Sống là nếu chúng ta thiếu đức tin, chúng ta không tồn tại trong cõi đời này. Chúng ta sống bởi cơm, bởi nước, chúng ta sống bởi không khí. Chúng ta không thể nào tồn tại nếu không có không khí, cơm, nước mỗi ngày để chúng ta nuôi dưỡng cơ thể này. Cũng một lẽ đó, anh chị em phải đi đến một cái mức là nếu chúng ta không có đức tin trong lời nha, chúng ta không thể sống một đời sống với Chúa Giêsu. Không thể. Tất cả những gì chúng ta nói, chúng ta làm chỉ là ảo tưởng. Còn anh chị em, hãy dành thời giờ với lời của Đức Chúa Trời. Hãy tìm lời Ngài cho năng đề của mình và công bố. Lạy Chúa, đây là điều Chúa hứa. Con học tập người đàn bà mất huyết này, con rờ đến Ngài giờ này bởi đức tin. Con rờ đến Ngài giờ này bởi đức tin. Và con biết rằng trong đức tin con chạm đến Ngài thì năng đề của con chẳng hề. Anh em đã tin điều đó. Chúng ta hãy cầu nguyện đi. Ai đang ngồi đây có năng đề, chúng ta hãy nhắm mắt lại nào. Nhắm mắt lại. Ai đang ngồi đây đang có năng đề, chúng ta hãy biết rằng ngay thời giờ này, bởi quyền phép thánh linh, anh em hãy chạm vào Ngài bởi đức tin. Tôi tin rằng quyền năng chữa lành sẽ đến cho anh chị, quyền năng phục hồi sẽ đến cho anh chị. Hãy cầu nguyện nào.
hãy cầu nguyện: Ô Chúa Giêsu, con chạm đến Ngài giờ này bởi đức tin. Con trông đợi Ngài vì Ngài là đấng giải quyết nan đề cho con, đấng chữa lành con, đấng phục hồi con, đấng giải cứu con. Lạy Chúa Giêsu, con chạm đến Ngài giờ này, Ngài là giải pháp cho con trong năm mới này. Lạy Chúa, bởi đức tin con chạm đến Ngài, con chạm đến Ngài, chạm đến Ngài, chạm đến Ngài, chạm đến Ngài giờ này. Đó anh chị em, trong tấm lòng anh chị em phải thánh hóa điều đó cho chúng. Lạy Chúa, giải pháp của con giờ này là chạm đến trong áo của Ngài. Lạy Chúa, con đã khổ sở cả một năm qua để giải quyết nan đề của con nhưng không thành công. Lạy Chúa, bây giờ con thay đổi năng. Giải pháp của con giờ này là lựa chọn chạm đến trong áo của Ngài. Con chạm đến trong áo của Ngài bởi đức tin. Dù đó không có logic tí nào, dù đó không có một điều gì có vẻ là có lý, nhưng Chúa ủng hộ đức tin của con. Anh em hãy cầu nguyện như vậy. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời đến thăm viếng tấm lòng trẻ giờ này, trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Tiếp theo anh chị em, có một câu chuyện khác khiến cho chúng ta cũng học được một bài học. Không những chúng ta dùng đức tin để kết nối vào quyền năng của Đức Chúa Trời, nhưng có một cách khác nữa để chúng ta kết nối vào quyền năng của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy đọc câu chuyện trong Luca chương 5. Luca chương 5. Kinh Thánh là một nguồn rất là quý giá để cho chúng ta học lời của Ngài. Amen. Luca chương 5. Anh em chú ý nha. Những điều tôi chia sẻ cho anh chị em đây rất cần làm hành trang cho năm mới này. Bởi đức tin hãy kết nối với quyền năng của Chúa Giêsu. Bây giờ tiếp theo trong Luca chương 5, khi Đức Chúa Giêsu ở trên bờ hồ Genesaret, đoàn dân đông chen lấn xung quanh Ngài đặng nghe đạo Đức Chúa Trời. Chúa đang giảng, phải không ạ? Chúa đang giảng, Chúa đang giảng về nước Đức Chúa Trời. Và người ta bu lại, người ta nghe Ngài. Đến đông đến mức độ đông đến mức độ sao ạ? Thì Ngài lên một chiếc thuyền, trong hai chiếc đó là chiếc của Simon, biểu người ta đem ra khỏi bờ một chút, rồi ngồi Ngài trên đó, ngồi trên đó mà dạy dỗ dân chúng. Rất hay. Ngày xưa tôi đọc Kinh Thánh, tôi không hiểu sao mà Chúa Giêsu làm gì có cái micro không dây như tôi có đây, mà sao Ngài giảng được cho 5-7 ngàn người. Tôi thắc mắc, phải không ạ? Tôi rất thắc mắc, sao mà Ngài nói được cho đám đông 5-7 ngàn người. Mà sau khi tôi tìm hiểu, tôi thấy Chúa Giêsu là đấng rất khôn ngoan. Ngài lên núi, Ngài giảng xuống. Ngài ra ngồi biển, Ngài giảng vô. Anh em biết biển có cái gì mà gió nó đưa. Anh em nói một lời nhỏ thôi, nghe cả bờ biển luôn. Anh em lên đỉnh núi ngồi xuống, nói nó vang xuống. Cho nên tôi thấy Chúa Giêsu có cách giải quyết mà không cần phải có công nghệ hiện đại như chúng ta hôm nay. Phải không ạ? Chúa rất là khôn ngoan. Sau đó sao nha? Câu số 4. Khi Ngài phán xong, thì biểu Simon rằng: hãy chèo ra ngoài sâu, thả lưới mà đánh cá. Simon thưa rằng: thưa Thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được gì hết. Do vậy, tôi cũng nghe theo lời Thầy mà làm theo thả lưới. Họ thả lưới xuống được nhiều cá lắm, đến nỗi lưới đứt ra. Họ bèn ra vội gọi đồng bạn mình ở thuyền khác đến giúp. Bạn kia đến chỗ chở đầy cá hai chiếc thuyền, đến nỗi lòng chìm. Ok, mấy ông đánh cá này đánh suốt đêm mà không có con nào đó. Năm vừa rồi
anh em kinh doanh cuối cùng cuối năm lại tổng kết là được bao nhiêu tỷ, bao nhiêu trong tài khoản tăng lên bao nhiêu tỷ, hay là âm bao nhiêu tỷ, hay là zero. Có người làm kinh doanh xong cuối năm kiểm tra sổ lại, ôi sao mà thu nhiều tiền mà cuối cùng zero, tròn vo nằm trong tài khoản chẳng đồng nào, phải không ạ? Có chứ, rất là nhiều cái tình cảnh trong cuộc sống này, và nó khiến cho chúng ta quần quật cả một năm mà tổng kết lại chẳng được cái gì cả. Giống mấy ông môn đồ này không? Tôi thấy hơi giống đấy. Các ai có cái cuộc sống mình giống mấy ông môn đồ này không? Làm cả đêm mà không được cái gì, làm cả năm mà chưa được cái gì cả, mà thậm chí còn nợ nữa chứ, phải không anh? Nợ đó. Nhưng cái ngày hôm đó là một ngày đặc biệt đối với họ. Vì sao đặc biệt? Vì có Chúa Giêsu ở cùng họ. Amen. Phải không anh? Có Chúa Giêsu ở cùng. Tôi nói với anh em rằng ngày hôm nay anh em đặc biệt bởi vì Chúa Giêsu hiện diện ở đây. Và Ngài nói như thế nào ạ? Đi ra bờ sau kia mà thả. Mấy ông này nói sao anh em? Thầy nói cái gì mà nó phi lý thế? Con thả cả đêm chẳng được một cái con nào, bây giờ tự nhiên ban ngày không mặc thầy đi ra thả cá. Tôi cũng ở vùng biển tôi biết rồi, làm gì có cái con nào ở đó mà thả, có đúng không? Nhưng mà tôi muốn anh em đọc cùng tôi lại câu này. Thưa thầy, anh em đọc đi ạ. Thưa thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được gì hết, do vậy tôi cũng theo lời thầy mà thả lưới. Anh em đọc lại giùm tôi cũng theo lời thầy mà thả lưới. Tôi cũng theo lời thầy mà thả lưới. Đây là câu chìa khóa của đọc kinh thánh. Thế giới nó nói anh chị em là thất bại rồi, bạn bè nó nói anh chị em là thôi mày đi trốn nợ đi, không ạ? Rồi đủ kiểu hết. Nhưng Chúa Giêsu nói với anh chị em là thử lại lần nữa đi con. Tuy nhiên không phải ai cũng nghe theo lời của Chúa Giêsu. Cái logic đời này nó khiến cho con người ta từ chối lời của Chúa Giêsu. Những cái suy tưởng của con người nó từ chối những lời của Chúa Giêsu. Lời Chúa Giêsu nói rằng trước hết hãy tìm kiếm nước trời và sự công chính đi, Ngài sẽ ban cho các ngươi thêm mọi điều khác nữa. Con người cũng nghĩ ra nha, tôi nghe thì nó cũng về cái vẻ triết lý đấy nhưng mà không thực tế. Con người nghĩ đó, nghe lời Chúa thì rất là triết lý. Trước hết tìm nước trời và lẽ thật, sau đó thì mình được Ngài ban mọi thứ, nghe rất triết lý. Nhưng mà thực tế chúng ta phải quần quật cả đã rồi mới tìm nước trời sau. Như anh chị em à, Chúa Giêsu cần chúng ta gì ạ? Vâng lời Ngài. Trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, Chúa Giêsu cần chúng ta tuyệt đối vâng lời Ngài mà không cần phải thắc mắc một cái gì cả. Ngài nói rằng hãy trao mọi lo lắng cho Ngài vì Ngài săn sóc anh em. Không cần thắc mắc, trao cho Ngài, được chưa? Nhưng mà nhiều khi trao rồi còn thắc mắc. Thôi con trao rồi sao con cũng lo quá, phải không? Nó thắc mắc. Cho nên cái đó là cái bản chất của con người chúng ta. Cái bản chất của con người chúng ta là nó hay sống theo cái logic của cái tâm trí. Và chính cái tâm trí này nó khiến cho chúng ta bước ra khỏi quyền năng siêu nhiên của Đức Chúa Trời. Vậy thì cách kết nối lần thứ hai và nguồn quyền năng của Chúa là gì nhé? Vâng lời. Cho nên Chúa nói sự vâng lời thì tốt hơn của tế lễ. Cho nên chúng ta cứ vâng lời nghe thì được ăn sản vật tốt nhất của Ê-sai chương 1 câu. Cho nên sự vâng lời khiến cho chúng ta bước vào trong quyền năng sống lại của Chúa Giêsu. Sự vâng lời khiến cho chúng ta nhận được phép lạ của Chúa Giêsu. Sự vâng lời khiến cho chúng ta bắt đầu trải nghiệm một cách cá nhân quyền năng của Chúa Giêsu trên đời sống của
Chúa dạy mình là đừng lo phiền chi hết. Trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện này xin tạ ơn mà trình bày. Sự bình an của Chúa xin giữ gìn anh chị. Chúa dạy mình là gì ta không bỏ ngươi không lề mề, đừng tham tệ. Không bỏ ngươi không lề đó, ngươi đời làm gì được? Đó. Chúa dạy mình hãy trông cậy, đừng có lòng lo lắng. Nhìn con chim sẻ ngoài kia, có con nào trên nó đâu? Có con nào mà rụng hết lông mà nó không có áo mặt đâu? Có loài hoa nào mà nở ra mà không có màu sắc đâu? Đó, cái hoa hồng ngoài kia nó bao giờ nở lông, giờ mà nở ra biết có màu không? Hay là trắng bệnh nó trong suốt, đó là hoa nào lông? Không cần lo nhưng mà nở ra vẫn màu đẹp như thế. Đó bao nhé. Con người của chúng ta còn quý hơn loài chim loài hoa. Và con người chúng ta là con người của mắt Chúa. Con người chúng ta là đối tượng của tình yêu của Chúa Đức Chúa Trời. Ngài chăm sóc anh chị em còn hơn những gì anh chị em nghĩ nữa. Đó là điều mà chúng ta cần phải nhớ để vâng lời của Chúa. Để cuộc sống này anh chị em được bình an, vui mừng, công chính, đầy dạy đức tin. Cho nên sự đánh cá lạ lùng nó đưa cho chúng ta đến một kết luận. Chính sự vâng lời làm biến đổi cuộc sống của mình. Tôi nhắc lại, nếu chúng ta muốn một điều gì đó mới thì chúng ta không thể nào cứ sống theo cách cũ, làm theo cách cũ, suy nghĩ theo cách cũ, nói năng theo kiểu cũ. Các amen nhé. Chúng ta cần phải thay đổi y như điều Chúa Giêsu đã dạy. Năm 2020 này anh chị em à, hãy làm theo kiểu mới đi, nói theo kiểu mới đi, hành động theo kiểu mới đi, sống theo kiểu mới đi. Tôi đảm bảo anh chị em sẽ kinh nghiệm được quyền năng lạ lùng của Chúa Giêsu trong đời sống của mình, như Simon Phêrô này đã kinh nghiệm ban ngày ban mặt mà đi thả lưới xuống thuyền một cái là đầy ắp hai thuyền chở không hết, thậm chí lưới đứt hết. Tôi chưa bao giờ thấy một sự đánh cá lạ lùng như thế. Nhưng bài học đó cho chúng ta kinh nghiệm được rằng chính sự vâng lời dẫn chúng ta nếm trải quyền năng của Đức Chúa Trời. Con người chúng ta ngày hôm nay sợ đủ thứ đó, sợ nhiều lắm, và chính sợ hãi khiến cho chúng ta không thể vâng lời Chúa. Đến bác sĩ khám, bác sĩ bảo thôi về viết di chúc đi, về viết di chúc đi, chứ còn tình trạng này là căng rồi đấy, là về còn như bỏ ăn bỏ uống luôn. Xong rồi thôi, chuẩn bị viết di chúc xong. Cho nên ông Hammond, Frank Hammond nói đôi khi chúng ta cũng cần cầu nguyện để chống lại những lời của bác sĩ nói. Bác sĩ nói là thật chứ không phải giả, nhưng chân lý chỉ có trong Chúa Giêsu thôi. Chân lý là Chúa Giêsu đã chết thay nên thập tự giá, chịu đòn roi để bệnh tật anh chị em được lành. Đó là chân lý. Còn dĩ nhiên ma quỷ nó gieo bệnh tật vào là nó làm, chuyện nó làm, nhưng đừng nghe nó, đừng sợ nó, đừng hãi hùng nó, đừng bị chết vì những điều đó. Hãy nghe theo những gì Chúa Giêsu nói, anh chị em sẽ nhận được quyền năng. Amen chứ. Đó là cái. Cho nên nhiều người bỏ qua chỗ này. Nhiều người tin bác sĩ hơn tin Chúa Giêsu. Nhiều người tin những logic của con người hơn tin Chúa Giêsu. Nhiều người tin những cái kinh nghiệm của con người hơn Chúa Giêsu. Nhiều người tin vào những kinh nghiệm bản thân hơn Chúa Giêsu. Cái này tôi kinh nghiệm lắm rồi mà Chúa nói về không đúng đâu. Không được. Tôi nói với anh chị em hãy tin Chúa Giêsu. Đó là điều thứ hai. Còn một điều nữa thôi, và chúng ta sẽ kết thúc cái lần chia sẻ ngày hôm nay. Mát chương 11 câu 24, câu 25 nói gì anh chị em? Mát chương 11 và khi chúng ta đã sống được hai bước, yeah. Khi
khi chúng ta đã sống được hai bước đức tin và sự vâng lời, tôi đảm bảo anh chị em đã trưởng thành trong đời sống tâm linh rồi đó. Và lúc này Chúa Giêsu ủy nhiệm quyền của Ngài cho anh chị em. Khi anh chị em có đức tin, có sự vâng lời, Chúa Giêsu sẽ ủy nhiệm thẩm quyền của Ngài cho anh chị em. Để làm gì? Để anh chị em nói ra và năn đề ta phải định. Không cần bất cứ điều gì khác. Anh em nói bệnh hãy lành đi, nó lành. Anh em nói năn đề hãy rời đi, nó rời. Anh chị em nói quỷ mày rời đi, nó phải rời. Chúa Giêsu nói sao ạ? Quả thật ta nói cùng các ngươi. 23 đã câu 23. Ai biểu hòn núi này rằng phải cất mình lên và quăng xuống biển, nếu ngươi chẳng nghi ngại trong lòng nhưng tin chắc lời mình nói sự nghiệp thì điều đó sẽ thành cho. Bởi vậy ta nói cùng các ngươi, mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai thì hãy tha thứ để Cha các ngươi trên trời cùng tha lỗi cho các ngươi. Đây là bước thứ ba của bài giảng ngày hôm nay. Anh nhận thấy không ạ? Mục đích của chúng ta là gì? Liên kết với Đấng Christ. Bước thứ nhất là gì? Bởi đức tin. Bước thứ hai là gì? Bởi sự. Khi chúng ta bước qua hai bước đó, chúng ta sẽ bước sang bước thứ ba. Chúng ta được Ngài ủy nhiệm thẩm quyền để lời nói của chị em có năng lực. Ngày hôm nay hòn núi của anh chị em là gì? Hòn núi của anh chị em có thể là bệnh tật. Hòn núi của anh chị em có thể là khó khăn tài chính. Hòn núi của anh chị em có thể là núi nợ nần. Hòn núi của anh chị em có thể là xung đột gia đình. Hòn núi của anh chị em có thể là những áp lực, những trầm cảm, những sự chết nào đó trong cuộc sống. Anh chị em ạ, hãy nói cho những hòn núi đó trong danh Chúa Giêsu. Hãy nói trong danh Chúa Giêsu để nó phải vâng mình lại, để nó phải quan sát, để nó phải mở lối lên trên cuộc đời của anh em. Có quyền năng trong danh của Chúa Giêsu, có quyền năng sống lại trong danh của Chúa Giêsu, có quyền năng phục hồi trong danh Chúa Giêsu, có quyền năng ban phước trong danh của Chúa Giêsu, có quyền năng để giải cứu, để chữa lành, để mở mắt, để làm cho con người thông sáng trong danh của Chúa Giêsu. Anh em hãy tin điều đó đi. Và nguyện của anh em đã làm được sống chết nơi quyền của lời. Năm 2020 này tôi cầu chúc cho tất cả chúng ta có một sự chuyển biến, kết quả mới, chữa lành theo kiểu mới, thành công theo kiểu mới. Amen. Và giải quyết nan đề theo kiểu mới. Tất cả mới, những gì cũ anh chị em ơi trong đây, hãy lắp cùng năm 2019 đi. Và sang năm 2020 đây, hãy mới trong Chúa. Mọi sự cũ đã qua đi và giờ mọi sự đều trở nên mới. Anh em chết. Tôi nói rằng huyết của Chúa Giêsu sẽ giữ gìn chúng ta. Huyết của Chúa Giêsu bao phủ cứu chuộc dẫn dắt chúng ta. Huyết của Chúa Giêsu khiến chúng ta luôn công chính trước mặt Ngài. Huyết của Chúa Giêsu khiến chúng ta được đứng vững vàng trước mặt Ngài trong giao ước. Anh em biết tại sao Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện của mình không? Mà không nghe người khác, mà nghe mình, nghe anh chị em. Tại vì anh chị em ở trong giao ước với Ngài. Anh chị em là con cái của Ngài. Anh chị em nói một lời, Ngài lắng nghe. Anh chị em cầu nguyện một lời, Ngài lắng nghe. Bởi vì anh chị em ở trong giao ước với Ngài. Anh chị em sẵn sàng để cầu nguyện giờ này chưa? Chúng ta hãy đồng đứng nha. Chúng ta hãy cầu nguyện.